Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục là mình theo chân máy cắt quay những cảnh máy cắt cho các bạn xem nha các bạn. Trước mặt các bạn là một con Kubota nha các bạn. Con này 70G các bạn ơi. Đang thả giạc nha các bạn. Cũng có hai con nha các bạn. Đồng này mình thấy quy tụ là khoảng cỡ 6 con máy cắt nha các bạn. Đây phía xa trên này các bạn. Lúa thì được chắc phía trên bờ đê tuốt trên đó luôn nha các bạn. Từ khoảng cách từ đây kéo lên tới khoảng là khoảng cỡ 1 cây số luôn các bạn ơi, rất là xa luôn á. Cũng khá nhiều các bạn, cổ này chở khoảng cỡ 40-50 bao các bạn ơi, tháng này không dám đi nhiều. Hai con này đánh chung bên đây luôn nha các bạn. Đó, hai con này chạy chung nữa các bạn ơi. Bây giờ là mình thấy người ta xài 70 hết từng nha các bạn. Những con 60 mình thì không thấy luôn các bạn ơi. Ôi trời 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 trời. Trời ơi. Ôi lên nữa các bạn ơi. Trời trời. Ngay cái đó là như ngay đường mương luôn các bạn. Đường mương ngay ống để xả nước các bạn ơi. Xíu là dính ngay đó là cũng mệt nha các bạn. Chủ yếu là măng lúa OM18 nha các bạn. Lúa OM18 hiện giờ giá thì tầm khoảng cỡ 5.200 thôi nha các bạn. Tiếp tục là đang diện chợ máy thêm nữa các bạn. Mình thấy có một con máy đang lên.
nổi gì nha bạn, tại vì ở khu này vô chậm bơm bạn nên là nước được bơm ra khô hết nha bạn. Con này mới diễn trợ qua thêm nha bạn, đây nè, đang trên đường chạy xuống bạn ơi. Đang kêu máy lại cắt nha bạn, đang dơ bao lên nè, tranh thủ luôn nha bạn. Hiện giờ là mình thấy là được 4 con nha bạn, cắt liên tục luôn, tranh thủ đánh bữa nay cho xong cái đồng luôn bạn ơi. Còn chắc cũng khoảng gần tới 100 tông bạn. Đang săn lúa qua cổ nha các bạn. Con kia đang đậu trên đó các bạn. Còn cái này còn một lam nữa là xong nha các bạn. Ở đây bà con tranh thủ ôm bao đi nha các bạn ơi. Thấy quá trời luôn rồi. Phía sau nữa nè. Phía bên bờ này nè các bạn. Thấy chưa? Rất là tranh thủ luôn bạn ơi, mình thấy trời cũng sắp chuyển mưa rồi các bạn. Rồi vậy là miếng này còn ở làm cuối nha các bạn. Rồi video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc nha các bạn. Các bạn xem xong nhớ đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ với mình nghe các bạn. Mình nghe đó nghe cái đường mương các bạn ơi. Chạy máy nhìn có một bên luôn các bạn. Thấy không, ngay đường mương luôn nè. Đường mương mà cái này đường mương để thoát nước trên ruộng các bạn nên là cũng không có sâu các bạn. Chốt cánh con. Chốt. Thấy không? Nãy giờ chỉ được con chuột thôi các bạn ơi. Được anh Cường anh bắt nè các bạn. Nguyên miếng đất cho bá gì mà được con bạn.